Xin chào tất cả mọi người, tôi là chuyên viên bán hàng tư vấn đại diện cho thương hiệu Mazda Bắc Ninh. Thì ngày hôm nay tôi cùng mọi người sẽ cùng nhau đi khám phá một trong những mẫu SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Chắc hẳn mọi người nhìn qua cũng biết đó là mẫu xe gì rồi đúng không ạ? Vâng, đó là mẫu xe SUV Mazda CX-5 nhé. Và chương trình trong tháng 8 này thì đang có những cái khuyến mại và ưu đãi rất là hấp dẫn. Thì tôi cùng mọi người sẽ đi khám phá qua một chút về chương trình của tháng 8 này. Hiện tại dòng Mazda CX-5 này đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản nhé. Bản Deluxe, bản trung cấp là bản Luxury và một bản là bản Premium. Và cái điều mọi người chắc hẳn là đang quan tâm nhất thì hiện tại cái chương trình của dòng xe CX-5 này đang được hỗ trợ cho chúng ta là tương đương 50% thuế trước bạ nhé. Mọi người không nghe nhầm đâu ạ, 50% thuế trước bạ trừ trực tiếp vào tiền mặt và giá xe cho mọi người luôn. Đó. Và ngoài ra thì chúng ta còn được tặng một cái gói phụ kiện rơi vào khoảng 40 triệu nữa, rất là cao cấp. Đó. Thì đó là chương trình của tháng 8 này. Mặc dù đã hết của nhà nước rồi nhưng mà dòng Mazda vẫn đang hỗ trợ cho khách hàng. Đó. Thì sau đây tôi cùng mọi người sẽ đi ngắm qua nội ngoại thất của chiếc xe một vòng nhé. Đó. Đây, mẫu SUV này có khoảng sáng gầm xe rất là cao. CX-5 thì được nổi tiếng là một trong những mẫu gầm cao rất là lớn với lên tới 20mm và hệ thống lan xăng Goshintai 19 inch. Đó. Kết hợp cùng với cả cụm đèn pha full LED. Đó. Có tích hợp tính năng ALH tự động mở rộng bóc chiếu và điều chỉnh ánh sáng thông minh. Đó. Được trang bị 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau xung quanh xe luôn. Đó. Đó, đây là hệ thống toàn bộ ngoại thất của xe này. Rồi. Bây giờ đi vào nội thất, đi vào đuôi xe. Đây là đuôi xe của Mazda CX-5 nhé. Đây mọi người nhìn này, đấy. Rất là nở hậu luôn. Đây. Hệ thống bô kép nhé, được trang bị hệ thống ống xả, 4 ống xả, cốp rất là rộng. Đây, chúng ta có thể cần ngắm. Cốp rất rộng, cốp chỉnh điện nhé mọi người nhé. Đây, thì sau đây mình cùng mọi người cùng khám phá một vòng nội thất nhé. Toàn bộ xe thì được trang bị hệ thống nội thất bọc da cao cấp. Đây, mọi người nhìn này. Tất cả đều là da hết. Xe được trang bị hệ thống cả vân gỗ này, nẹp chrome này, vân gỗ này, cửa sổ trời này. Đầy đủ hết. Hệ thống loa Bose này, loa Bose cao cấp đây. Đó, dạ vâng. Loa Bose cao cấp. Cảnh báo điểm mù này, cảnh báo trạch làn đường này, cảnh báo giữ làn đường này, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo phanh thông minh trong thành phố nữa. Đây, ghế lái chỉnh điện 12 hướng nhé. Có cả bơm lưng nữa. Đó. Thì đấy, thì mọi người có quan tâm về cái dòng xe này thì có gì liên hệ với chúng tôi qua số hotline nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.